Nam vào tháng 9 tới. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Pháp tổ chức đối thoại kinh tế tài chính cấp cao lần thứ 7, trong đó khẳng định tăng cường hợp tác kinh tế tài chính nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định Mỹ đang trang bị và bố trí các lực lượng của mình trên khắp châu Á để đối phó với Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược quy hoạch. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giải pháp tập trung tăng cường khí hậu vào hệ thống chiến lược quy hoạch. Công nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh đầu tư. Mới cho bé đi khám thì bé đã bị bệnh ở giai đoạn 3. Pháp lý mà đảng viên đại diện cho 350 đảng viên trong toàn đảng bộ quân sự tỉnh. Với phương châm của đại hội lần này là đoàn kết thành công. Nếu như mua những cái vật có giá trị, mình cần giữ lại hóa đơn để có nhu cầu sẽ mình đổi trả hay gì đó thì mới có nhu cầu mình lấy hóa đơn mà thôi. Còn đối với những cái nhà hàng, quán ăn hay là những cái dịch vụ khác thì hầu như